làm sao trừ được 50% những nỗi lo lắng về công việc của chúng ta. Nếu bạn là một nhà doanh nghiệp, chắc bạn nghĩ, nhan đề chương này thiệt là lố bịch. Ta làm ăn đã 19 năm nay. Nếu có người nào biết cách trừ được 50% nỗi lo lắng về công việc làm ăn, thì người đó tất phải là ta chớ còn ai nữa. Bây giờ lại có kẻ muốn dạy không ta, có vô lý hay không? Đúng lắm. Mấy năm trước, giá có đọc một nhan đề như vậy, tôi cũng nghĩ y như bạn. Nhan đề đó hứa hẹn nhiều quá. Hứa hẹn suông có tốn gì đâu. Chúng ta nên thành thực, có thể rằng tôi giúp bạn tẩy được 50% nỗi lo lắng về công việc và làm ăn của bạn. Không ai làm được việc đó hết, trừ phải chính bạn, nhưng điều mà tôi có thể làm được là chỉ cho bạn biết những người khác trừ 50% nỗi lo của họ ra sao, còn bạn phải tự trừ nỗi lo của bạn. Chắc bạn nhớ rằng ở một chương trên tôi đã dẫn một câu danh ngôn của bác sĩ Alexis Carrel, những nhà kinh doanh không biết thắng ưu sầu sẽ chết sớm. Vì ưu sầu tai hại như vậy, cho nên nếu tôi giúp bạn trừ được 10% nỗi ưu sầu của bạn thôi, bạn cũng đã thích rồi chứ. Thích. Được lắm dây để tôi kể cho bạn nghe chuyện một nhà kinh doanh đã trừ nổi 50% ưu tư của ông ta mà lại còn tiết kiệm được 75% thời giờ bó phí trong các cuộc hội nghị để giải quyết vấn đề làm ăn nữa. Tôi không kể chuyện ông ít, ông y nào, hoặc một người quen ở Ohio cho bạn nghe đâu. Những chuyện như vậy hàm hồ quá, bạn không kiểm tra được hết. Chuyện tôi sắp kể là chuyện một người có thiệt, ông Leo Sơn Simkin, vừa có cổ phần lại vừa làm giám đốc một nhà xuất bản lâu đời nhất tại Mỹ, nhà xuất bản Simmons ở nữ ước. Ông lém xin kim kể chuyện mình như sau này, trong 15 năm, tôi phải bỏ một nửa thời gian làm việc để học hội nghị và bàn cãi về các vấn đề làm ăn. Chúng tôi hỏi nhau, nên làm thế này. Chúng tôi cáo kỉnh ngồi không yên trong ghế. Đi đi lại lại trong phòng, bàn cãi trong vòng lẫn quẩn. Tối đến, tôi mệt lắm, và tin rằng không có cách nào khác hết. Tôi theo cách đó 15 năm và không bao giờ nghĩ rằng có thể kiếm cách khác hiệu quả hơn được. Nếu lúc đó có ai bo rằng tôi có thể tiết kiệm 3 phần tư thời gian dùng trong những hội nghị quay cùng ấy, và 3 phần tư nổi mệt nhọc về tinh thần của tôi thì chắc tôi đã cho người đó là quá lạc quan, hơi điên và không thực tế chút nào cả. Ấy vậy mà sau này tôi đã kiếm được một phương pháp kết quả đúng như thế. Tôi đã dùng phương pháp đó 8 năm. Kết quả lạ lùng về năng lực cũng như về sức khỏe và hạnh phúc gia đình của tôi. Có vẻ một trò ảo thuật, nhưng cũng như các trò ảo thuật, một khi bạn đã biết, thì thấy nó vô cùng diễn dị. Đây là bí quyết đó, trước hết tôi bỏ hẳn cách làm việc mà tôi đã theo 15 năm rồi. Trước khi chúng tôi vào phòng hội nghị, lo lắng, kể lễ hết những chỗ bất mãn, thất bại trong công việc làm ăn để rồi sau cùng hỏi nhau, làm sao bây giờ? Tôi bỏ hẳn lối đó đi, lập ra một một quy tắc mới hội viên nào muốn đưa một vấn đề ra bàn cãi trước hết phải thảo và trình tờ chép những câu trả lời cho bốn câu hỏi này câu hỏi thứ nhất nỗi khó khăn ra sao trước kia tôi thường phí một hoặc hai giờ để lo lắng than thở mà chẳng ai biết được một cách rõ ràng vấn đề đó khó khăn ở chỗ nào chúng tôi thường phí sức bàn cãi về nỗi lo của chúng tôi mà không bao giờ chịu khó chép rõ nó lên giấy câu hỏi thứ nhì nguyên nhân nỗi khó khăn ở đâu nhớ lại hồi trước tôi phí biết bao thời giờ và những bàn cãi, lo lắng mà không bao giờ chịu tìm rõ nguyên nhân đầu tiên của nỗi khó khăn hết. Câu thứ ba, có những giải pháp nào? Hồi trước, mỗi hội viên đề nghị một giải pháp và một hội viên khác chỉ trích giải pháp đó. Ai nấy nổi nóng lên, rồi ra ngoài dầu đề, rốt cuộc không ai nghi lại những giải pháp có thể theo được cả. Câu hỏi thứ tư, bạn đề nghị giải pháp nào? một trong bốn hội viên thường phí hàng giờ để lo lắng quay cùng về một tình thế nào đó không bao giờ chịu nghĩ về tất cả những giải pháp có thể đưa ra được và cũng không bao giờ chịu ghi lại đây theo ý tôi giải pháp này hơn hết bây giờ các hội viên của tôi rất ít khi đem những nỗi khó khăn ra bàn với tôi lắm tại sao vì muốn trả lời bốn câu hỏi ấy họ phải thu thập đủ các sự kiện và suy nghĩ kỹ về vấn đề và sau khi làm những công việc ấy rồi họ thấy trong bốn trường hợp có tới ba trường hợp họ khỏi phải hỏi ý tôi nữa. Vì giải pháp hỏi ý tôi, thì trước kia bàn cãi mất 3 giờ, nay cũng chỉ mất một giờ thôi. Vì chúng tôi tuần tự theo một con đường hợp lý để tới một kết quả hữu lý. Vì thế trong hãng Simon hiện nay chúng tôi phí rất ít thời giờ để lo lắng và bàn tán về những chỗ hư hỏng, sơ sót, mà hành động rất nhiều để cải thiện công việc.